Trước diễn biến căng thẳng tiếp tục leo thang tại dải Gaza, Mỹ và Đức đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cũng như cung cấp hàng cứu trợ nhân đạo cho người chịu ảnh hưởng của cuộc xung đột. Theo nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ, trong khuôn khổ chuyến công du Trung Đông, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nhấn mạnh phải bảo vệ tính mạng dân thường ở dải Gaza, cũng như thiết lập một số vùng an toàn cho người dân tới trú ẩn. Ngoài ra, phía Mỹ cũng đang liên lạc với Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế và các cơ quan cứu trợ của Liên Hợp Quốc để tìm hiểu tình hình thực tế tại đây. Không chỉ Ngoại trưởng Blinken, Ngoại trưởng Đức bà Annalena Baerbock cũng đã tới Israel để thảo luận với người đồng cấp Đức chủ nhà về việc thiết lập vùng an toàn cho dân thường ở Gaza. Ngoài ra, bà Baerbock cũng đang thảo luận với Ai Cập với Liên Hợp Quốc về vấn đề này. Trong bối cảnh dải Gaza đang bên bờ vực rơi vào thảm họa nhân đạo, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã phải kêu gọi Israel cho phép triển khai các hoạt động cứu trợ nhân đạo vào Gaza thông qua cửa khẩu Rafah. Ông Erdogan khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác với Ai Cập để gửi hàng viện trợ tới người dân ở Gaza.